Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Green Mama Handmade. Về bài hướng dẫn hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một bé minion như thế này. Chúng ta sẽ đi đến phần chuẩn bị nguyên liệu. Về nguyên liệu của nó thì gồm có 5 màu. Màu cơ bản gồm có màu vàng và màu xanh. Và bên cạnh đó thì mình cũng chuẩn bị thêm 3 màu phụ trợ, đó là màu đen để chúng ta sử dụng để làm cái phần này và cái viền này. Màu trắng và màu xám thì mình sử dụng làm mắt. Sợi đây là sợi miêu cô tông. Kích thước sợi là 2 mm. Kim, mình sử dụng kim có kích thước đầu kim là 2,5 mm. Mình sử dụng một cặp mắt thú kích thước là 8 mm. Bên cạnh đó thì mình sẽ sử dụng thêm kim và kéo, và cuối cùng đó là một ít bông để tí nữa chúng ta sẽ nhồi vào phía trong của con minion nhé. Sau khi đã chuẩn bị xong các nguyên liệu thì chúng ta cùng nhau tiến hành nào. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tiến hành làm phần chân và phần thân. Mình sẽ làm cái chân trước và sau đó nối lên cái thân. Các bạn tạo giúp mình một vòng tròn ma thuật như sau. Chúng ta sẽ cầm len như thế này, quấn qua tay một vòng như thế này, sau đó chúng ta dùng kim lùng vào phía bên dưới cái sợi này, kéo cái sợi ở phía sau lên, ngoặc lại. Như vậy là chúng ta đã tạo xong một vòng tròn ma thuật. Các bạn xiết cái dây để cho cái vòng nó nhỏ lại một tí để chúng ta dễ cầm. Sau đó chúng ta sẽ móc vào vòng tròn ma thuật này 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Sau khi đã tạo xong 6 mũi đơn, chúng ta nắm cái dây này để kéo khép lại cái vòng tròn ma thuật. Như vậy là chúng ta đã xong được hàng số 1. Các bạn có thể dùng kim đánh dấu hoặc là một cái sợi chỉ khác màu như thế này thì chúng ta đánh dấu lại cái điểm kết thúc của mỗi hàng. Ở hàng số 2, các bạn thực hiện 6 mũi tăng. Một mũi tăng sẽ gồm 2 mũi đơn vào cùng một chân. Chúng ta cùng nhau thực hiện. Mũi đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai mình sẽ đưa vào cùng cái chân này luôn. Như vậy là chúng ta đã thực hiện được một mũi tăng. 5 mũi còn lại hoàn toàn tương tự. Mũi cuối cùng, như vậy chúng ta vừa xong hàng số 2. Ở hàng số 3, các bạn thực hiện giúp mình 12 mũi đơn. Có nghĩa là chúng ta đều thực hiện toàn bộ là mũi đơn hết. Một hàng như vậy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Ở cái hàng số 4 chúng ta sẽ tiến hành đổi len. Cho nên ở cái mũi cuối cùng của hàng số 3, đó là mũi số 12, thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chúng ta sẽ đưa kim vào lấy sợi qua như thế này và dừng lại. Sau đó chúng ta sẽ đưa cái sợi len mà chúng ta muốn đổi màu vào phía sau như thế này. Chúng ta tiến hành lấy sợi đưa qua. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong mũi số 12 của hàng số 3 và cũng đồng thời tiến hành đổi màu len. Ở hàng số 4, các bạn cũng thực hiện giúp mình 12 mũi đơn. Chúng ta sẽ đưa cái sợi màu đen và cái sợi màu xanh này đồng thời ra phía sau của cái mũi này, chúng ta sẽ giấu vào trong này luôn. Như thế này. Ở hàng số 4, các bạn thực hiện giúp mình 12 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kết thúc hàng số 4, chúng ta sẽ thực hiện một mũi trượt. Rồi đồng thời, chúng ta chốt lên. Chúng ta kéo sợi lên và tiến hành cắt chỉ. Sau khi thực hiện xong thì chúng ta sẽ có cái chân như thế này. Chúng ta sẽ tạm gọi nó là chân số 1 nhé. Ở cái chân số 2, các bạn cũng thực hiện tương tự như chân số 1. Ở cái chân số 2, chúng ta cũng thực hiện tương tự đến hàng số 4 như chân số 1. Nhưng mà tại cái vị trí này, chúng ta sẽ không tiến hành cắt sợi, mà chúng ta sẽ tiến hành tiếp tục thực hiện để nối hai cái chân để lên phần thân. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện hàng số 5 như sau. Đầu tiên các bạn sẽ lên giúp mình 3 mũi móc xích. Sau đó chúng ta sẽ nối cái chân số 1 vào. Chúng ta sẽ nối như sau. Chúng ta sẽ đưa kim vào cái vị trí là cái mũi trượt lúc nãy chúng ta kết thúc hàng số 4 như thế này. Các bạn tiến hành thực hiện một mũi đơn. Tiếp sau đó chúng ta sẽ thực hiện 12 mũi đơn trên chân số 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Và 12. Tiếp theo đó chúng ta sẽ thực hiện 3 mũi đơn ở trên cái chân bính. Ở trên ba cái chân bính mà chúng ta vừa lên lúc nãy. Chúng ta sẽ đưa kim vào nửa cạnh ngòi của cái chân bính 1. Nửa cạnh ngòi như thế này này các bạn. 2 và 3. Tiếp đến chúng ta sẽ thực hiện 12 mũi đơn trên cái chân số 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12. Và cuối cùng chúng ta cũng sẽ thực hiện 3 mũi đơn trên cái dãy chân bính này. Một, hai và ba. Như vậy là chúng ta đã kết thúc hàng số 5. Tổng số mũi của hàng số 5 sẽ là 30 mũi. Chúng ta cũng sử dụng cái sợi len khắc màu này để đánh dấu lại cái điểm kết thúc hàng số 5 này nhé. Ở hàng số 6, các bạn sẽ thực hiện giúp mình một cụm gồm là 4 mũi đơn và 1 mũi tăng. Tất cả lặp lại 6 lần. Chúng ta bắt đầu thực hiện. 1 mũi đơn, 2 mũi đơn, 3 mũi đơn, 4 mũi đơn và 1 mũi tăng. Gồm 2 mũi đơn vào cùng một chân. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong một cụm. 5 cụm còn lại chúng ta thực hiện tương tự. 1, 2, 3, 4, 1 mũi tăng, gồm 2 mũi đơn vào cùng một chân. Chúng ta sẽ lặp lại tương tự đến hết hàng. Kết thúc hàng số 6, tổng số mũi của hàng số 6 sẽ là 36 mũi. Ở hàng số 7, 8 và 9, chúng ta thực hiện mỗi hàng gồm 36 mũi đơn, có tổng 3 hàng như vậy. Từ hàng số 7 đến hàng số 9, tất cả chúng ta đều thực hiện toàn bộ là mũi đơn hết nhé. Có tổng 3 hàng như vậy. Chúng ta cứ thực hiện mũi đơn như thế này. Các bạn thực hiện tương tự cho đến hết hàng số 9 nhé. Bắt đầu từ hàng số 10, chúng ta sẽ đổi sang len màu vàng. Cái mũi cuối cùng của hàng số 9 này, chúng ta sẽ tiến hành đổi len nhé. Các bạn thực hiện tương tự như hướng dẫn ban đầu. Chúng ta cũng lấy sợi qua như thế này. Sau đó chúng ta sẽ đưa cái màu cần đổi này vào phía sau. Như thế này đây các bạn. Tiến hành lấy sợi và thực hiện mũi cuối cùng của hàng số 9. Ở hàng số 10 chúng ta sẽ thực hiện như sau. Các bạn sẽ móc 12 mũi đơn. Chúng ta sẽ đưa hai cái sợi này ra phía sau này để giấu sợi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12. Tám mũi tiếp theo, các bạn thực hiện mũi BLO. Có nghĩa là chúng ta sẽ lấy len ở cái nửa cạnh ở phía sau này. Chúng ta thực hiện 8 mũi đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Sau khi đã thực hiện xong 8 mũi đơn bằng mũi móc BLO thì tất cả các mũi còn lại của hàng chúng ta sẽ thực hiện mũi đơn như thông thường. Đến hết hàng. Chúng ta sẽ cắt cái sợi len màu xanh này đi.
Kết thúc hàm số 10 thì tổng số mũi của hàm số 10 vẫn là 36 mũi. Từ hàm số 11 đến hàm số 19. Từ hàm số 11 đến hàm số 19, các bạn thực hiện mỗi hàng gồm 36 mũi đơn. Có tất cả 9 hàng như vậy. Chúng ta đều thực hiện mũi đơn từ hàng số 11 đến hàng số 19 nhé. Chúng ta thực hiện tương tự cho đến kết thúc hàng số 19. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong hàng số 19. Chúng ta sẽ được một cái mẫu như thế này. Ở hàng số 20 chúng ta sẽ tiến hành đổi sang màu đen. Cho nên ở cái điểm mũi cuối cùng của hàng số 19 này chúng ta cũng thực hiện đổi lên. Chúng ta đưa sợi đen vào phía sau này, lấy sợi qua. Ở hàng số 20 các bạn thực hiện giúp mình một hàng gồm 36 mũi đơn. Toàn bộ hàng đều là mũi đơn hết nhé. Chúng ta thực hiện tương tự đến hết hàng nhé. Vừa thực hiện xong hàng số 21. Bắt đầu từ hàng số 22, chúng ta sẽ đi tiến hành thực hiện các mũi giảm. Ở hàng số 22 các bạn thực hiện giúp mình một cụm gồm 2 mũi đơn, 1 mũi giảm và 2 mũi đơn, tất cả lặp lại 6 lần. Chúng ta sẽ cùng nhau đi thực hiện. Đầu tiên sẽ là 2 mũi đơn. 1 mũi đơn. 2 mũi đơn. Kế tiếp sẽ là một mũi giảm. Mũi giảm này chúng ta sẽ sử dụng mũi giảm ẩn như sau. Các bạn đưa kim qua nửa vòng phía trong của mũi thứ nhất. Tiếp tục đưa kim qua nửa vòng ở phía trong của mũi thứ hai như thế này. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành lấy sợi và thực hiện một mũi đơn như bình thường. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong một mũi giảm. Tiếp theo sẽ là hai mũi đơn. Chúng ta vừa thực hiện xong một cụm, 5 cụm còn lại thực hiện hoàn toàn tương tự. Một mũi đơn, hai mũi đơn và tiếp theo là một mũi giảm ẩn. Đưa kim qua nửa vòng trong của mũi thứ nhất. Tiếp tục đưa kim qua nửa vòng trong của mũi thứ hai. Lấy sợi và thực hiện một mũi bình thường. Tiếp theo sẽ là hai mũi đơn. Chúng ta sẽ thực hiện tương tự đến hết vòng nhé. Kết thúc hàng số 22. Ở hàng số 23, chúng ta sẽ thực hiện một cụm gồm 3 mũi đơn và 1 mũi giảm, tất cả lặp lại 6 lần. 1, 2 và 3. Tiếp đến là 1 mũi giảm ẩn. 5 cụm còn lại thực hiện hoàn toàn tương tự. 2, 3 và 1 mũi giảm. Chúng ta sẽ thực hiện tương tự. Kết thúc hàng số 23. Ở hàng số 24, chúng ta sẽ thực hiện một cụm gồm 1 mũi đơn, 1 mũi giảm và 1 mũi đơn, tất cả lặp lại 6 lần. Đầu tiên sẽ là 1 mũi đơn, tiếp đến là 1 mũi giảm. Và tiếp đến là một mũi đơn.
5 cụm còn lại thực hiện tương tự. Kết thúc hàng số 24, chúng ta sẽ dừng lại và tiến hành nhồi bông. Sau khi đã nhồi được như thế này rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục với hàng số 25. Ở hàng số 25, các bạn thực hiện giúp mình một cụm gồm một mũi đơn và một mũi giảm. Tất cả lặp lại 6 lần. Một mũi đơn và một mũi giảm. 5 cụm còn lại thực hiện hoàn toàn tương tự. Ở hàng số 26, cũng là hàng cuối cùng, các bạn sẽ thực hiện giúp mình 5 mũi giảm. Một. Hai. Ba. Bốn. Và năm. Sau khi đã thực hiện xong 5 mũi thì chúng ta sẽ tiến hành kéo cái sợi này lên một tí như thế này. Chúng ta sẽ sử dụng kim khâu để khép lại cái đầu. Chúng ta sẽ đưa kim ra qua nữa cái cạnh ở phía ngoài của cái mũi kế tiếp. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành giấu sợi vào trong này luôn. Ta cắt cái sợi thừa này đi. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần chân và phần body này rồi đấy các bạn. Tiếp đến chúng ta sẽ đi làm phần mắt. Phần mắt mình sẽ sử dụng len trắng. Đầu tiên các bạn cũng tạo giúp mình một cái vòng tròn ma thuật như thế này. Sau đó chúng ta sẽ móc vào vòng tròn ma thuật này 8 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Chúng ta tiến hành khép vòng tròn ma thuật này lại. Ở hàng số 2, các bạn thực hiện giúp mình 8 mũi tăng. Một mũi tăng sẽ gồm 2 mũi đơn vào cùng một chân. Sẽ có tổng là 16 mũi như vậy. Ở hàng số 3 chúng ta sẽ tiến hành đổi len, cho nên cái mũi cuối cùng của hàng số 2 chúng ta sẽ thực hiện đổi màu. Mình sẽ đổi qua cái len màu xám này. Ở hàng số 3 các bạn thực hiện giúp mình 16 mũi đơn. Chúng ta thực hiện toàn bộ đều là mũi đơn. Khi đã thực hiện xong hàng số 3, chúng ta sẽ tiến hành thực hiện một mũi trượt để khép lại hàng. Mũi trượt các bạn sẽ thực hiện như sau, chúng ta sẽ đưa kim vào cái mũi bên cạnh, tiến hành lấy sợi lên. Sau đó chúng ta sẽ đâm kim từ cái phía mặt sau của cái mũi bên cạnh này lên phía trước. Chúng ta tiến hành vòng cái sợi này vào, lấy ra phía sau. Như thế này, sau đó chúng ta sẽ tiến hành chốt sợi. Với cái cách làm này thì
Với cái cách làm này thì cái điểm kết thúc của mình nó sẽ không bị lộ. Chúng ta sẽ tiến hành cắt sợi. Như vậy là chúng ta đã xong được cái phần mắt. Cái thứ hai, các bạn sẽ thực hiện hoàn toàn tương tự. Chúng ta sẽ được hai bộ phận như thế này cho phần mắt nhé. Tiếp đến sẽ là phần tay. Với phần tay này, các bạn cũng tạo giúp mình một vòng tròn ma thuật. Sau đó móc vào vòng tròn ma thuật này 6 mũi đơ. 2 3 4 5 và 6. Chúng ta cũng rút dây để khép lại vòng tròn. Mình cũng sẽ dùng một cái sợi chỉ khác màu để đánh dấu lại cái vòng này. Ở hàng số 2 và hàng số 3, mỗi hàng chúng ta sẽ thực hiện 6 mũi đơ, có 2 hàng. Các bạn thực hiện tương tự cho đến hết hàng số 3 nhé. Ở cái điểm cuối cùng của hàng số 3 này, chúng ta sẽ tiến hành đổi màu lên. Mình sẽ đổi qua màu vàng. Các bạn cũng tiến hành chập cái mối lên này ở phía sau như thế này. Sau đó chúng ta tiến hành lấy sợi. Từ hàng số 4 đến hàng số 6, mỗi hàng các bạn cũng thực hiện giúp mình 6 mũi đơ. Chúng ta cũng tiến hành giấu cái sợi này vào giữa này nhé. Có tổng 3 hàng như vậy. Sau đó mình sẽ cắt cái đoạn chỉ màu đen thừa này đi. Chúng ta thực hiện tương tự đến hết hàng số 6 nhé. Sau khi thực hiện xong hàng số 6 thì các bạn sẽ tiến hành móc, đưa kim qua cả hai cái vòng của cái vành tay này. Chúng ta sẽ thực hiện một mũi đơ như thế này. Tiếp đến chúng ta sẽ thực hiện hai mũi đơ nữa. Sau đó chúng ta tiến hành chốt sợi, chừa một đoạn len dài để tí nữa chúng ta khâu. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần tay của nó. Cái tay số 2 chúng ta sẽ làm hoàn toàn tương tự. Phần yếm này thì mình cũng sẽ sử dụng cái len màu xanh trùng với cái thằng phần dưới của cái thân này. Tại cái hàng số 10 này nè các bạn, cái hàng mà lúc nãy chúng ta thực hiện mũi BLO ấy, 8 mũi, thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện mũi FLO cũng tại ngay cái vị trí đó luôn. Đây là cái mũi đầu tiên. Chúng ta sẽ đưa kim qua cái mũi đầu tiên như thế này, tiến hành lấy sợi. Chúng ta tiến hành lấy sợi của nó. Sau đó chúng ta sẽ lên một móc xích. Bạn sẽ thực hiện 8 mũi đơ vào cái cạnh ngòi này của hàng số 10. Chúng ta sẽ đưa kim qua từng lần lượt từng mũi như thế này. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành lay một bính và chúng ta sẽ lật ngược nó lại. Các bạn sẽ thực hiện 8 mũi đơ
như thế này. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy và tám. Tiếp tục chúng ta sẽ lấy một mũi móc xích, quay ngược lại và móc vào đây 8 mũi đơn. Rồi hàng số 3. Từ hàng số 3 đến hàng số 5, chúng ta sẽ thực hiện tương tự cho đến hết hàng số 5 nhé. Tại cái vị trí kết thúc hàng số 5 này, chúng ta sẽ thực hiện lên dây bính cho cái yếm. Chúng ta sẽ thực hiện 15 mũi móc xích. 2, 3, 4, 5, 4, 15. Đến cái vị trí này thì chúng ta sẽ kéo cái sợi này ra, chừa một đoạn này, tí này chúng ta khâu vào. Ở phía cái dây đối diện này, chúng ta cũng tiến hành lay 15 mũi móc xích. 1, 2, 3, 14, 15. Cũng tiến hành chừa một đoạn lên để tiếp nhận chúng ta khâu. Với cái con này á, thì mình làm cái dây yếm nó bắt ngang qua cái cổ. Còn cái con này á, mình sẽ làm cái dây yếm nó bắt qua cái tay, cái vai như thế này. Nhá. Nếu mà các bạn thích nó bắt kiểu nào thì các bạn sẽ làm theo ý thích của mình. Nếu mà các bạn làm theo cái kiểu dây này á, thì các bạn sẽ làm một cái dây này dài từ đây qua đây và chúng ta vòng lại ở vị trí này luôn. Rồi tiếp theo mình sẽ đi thực hiện cái viền túi này. Mình sẽ sử dụng len màu vàng. Đây, đầu tiên các bạn sẽ đưa kim vào cái vị trí, các bạn sẽ canh cái viền túi nó như thế nào để cho nó phù hợp nhé. Mình sẽ đưa kim vào vị trí này. Chúng ta tiến hành lấy cái sợi màu vàng này lên. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành thực hiện các mũi trượt viền xung quanh cái vị trí mà chúng ta đã cái vị trí mà chúng ta cần phải viền. Đây, mình sẽ đưa kim lên, thực hiện một mũi trượt, đâm kim vào phía trong, lấy sợi và thực hiện một mũi trượt. Tới cái vị trí mà tiếp giáp lại, chúng ta sẽ tiến hành kéo cái sợi này lên một tí nè. Sau đó các bạn sẽ dùng cái kim khâu này để đưa cái sợi này, giấu cái sợi này vào phía trong này. Như vậy là xong đấy các bạn. Chúng ta sẽ thắt cái vị trí này lại. Chúng ta sẽ thắt cái sợi dây, cái vị trí của cái sợi mà chúng ta vừa lên bính này nè, cái sợi lên thừa màu xanh này nè, với cái sợi màu vàng mà chúng ta vừa mới giấu xuống đó. Chúng ta sẽ thắt lại với nhau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt đi những cái đoạn len thừa này nhé. Rồi chúng ta sẽ tiến hành đi khâu các bộ phận lại với nhau nhé. Mình sẽ khâu cái phần tay này trước. Vị trí này, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình sẽ khâu cái tay vào vị trí này nhé. Hàng số 6 từ dưới đếm lên, từ cái dưới cái màu vàng này các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình sẽ khâu ở vị trí này.
Cái tay số 2 cũng tương tự, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình sẽ khâu ở vị trí này nhé. Sau khi khâu tay xong, mình sẽ tiến hành cắt hai cái sợi len thừa này đi. Bây giờ mình sẽ khâu đến phần yếm. Cái yếm thì mình sẽ vắt qua cái tay, cái vị trí ngay chỗ cái tay này. Mình sẽ đưa xuống vị trí này. Các bạn cũng sẽ dùng kim khâu để mà cố định nó lại nhé. Mình sẽ khâu nó vào cái vị trí phía dưới này đây các bạn. Sẽ đâm kim xuống phía dưới này. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành đâm ngược lên. Tiến hành đưa kim vào phía dưới này, chúng ta sẽ đâm ngược lên cái vị trí này. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành giấu cái sợi này đi luôn. Cái dây yếm số 2 mình sử dụng, mình thực hiện tương tự. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành dán mắt cho nó. Mình sẽ sử dụng keo nén như thế này để dán cái phần mắt này vào đây nhé. Các bạn sẽ can hai con mắt này ở vị trí chính giữa và nó nằm ở giữa cái hàng mà chúng ta đổ màu như thế này nè. Bây giờ mình sẽ đi tiến hành dán nhé. Bước cuối cùng là chúng ta sẽ dùng một cái sợi chỉ màu đen để chúng ta khâu cái miệng của nó nhé. Các bạn sẽ canh cái vị trí cái miệng của nó từ vị trí này qua tới vị trí này là 3 mũi, 1, 2, 3. Và chúng ta sẽ khâu một cái đường cong từ vị trí số 1 qua vị trí số 3 như thế này nhé. Kim từ đằng sau như thế này tới cái vị trí số 1. Sau đó chúng ta thực hiện lần lượt qua các vị trí các mũi như thế này. Ta-da! Như vậy là đã hoàn thành rồi đấy các bạn. Trong bài hướng dẫn này, nếu chỗ nào mà mình làm quá nhanh hoặc các bạn chưa rõ thì các bạn có thể đặt câu hỏi ở dưới phần bình luận nhé. Các bạn hãy like, share và subscribe để ủng hộ mình nha. Bài hướng dẫn của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào các bạn nhé.